Xin chào các bạn nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay thì ngày mùng 1 đầu tháng, mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Mình thực sự là rất là vui khi mà mua được một chiếc Yamaha IB đăng ký năm 2020. Biển Bắc Ninh nhé. 99D1 43980. Và cái xe này nó chỉ mới chạy có 1.300 cây thôi ạ. Đây ạ, chính xác là 1.325 km nhé. Một chiếc xe mà nếu mà IB thì chắc là bây giờ nó chẳng còn được bao nhiêu cái được như thế này. Hiện tại thì tất cả các cái xe IB mới là đã hết sạch hàng rồi, không còn hàng nữa rồi. Thì chiếc xe này bây giờ nó đúng là hoa hậu luôn. Đấy, các bác xem, nó là một con xe chỉ khác là nó thiếu cái thùng xe, là nó thành cái xe mới ở trên cửa hàng thôi. Còn đâu thì nó là tuyệt đối mới 100% luôn, cũng có thể nói là thế, 99,99%. Một chiếc xe IB như này thì chắc chắn là quá hiếm rồi, không có chiếc thứ hai đâu, chắc chắn là trên thị trường bây giờ không có được chiếc thứ hai đâu. Đấy, các bác nhìn thấy tất cả các cái trang thiết bị của xe hiện tại thì nó mới, hoàn toàn mới, không một vết xước nhỏ trên tất cả những cái bề mặt sơn hay là nó bị rỗ ở một chỗ nào, không, hoàn toàn không có. Tất cả cái về cái nước sơn thì đều đã dán ni lông rồi. Minh ơi, mang cho chú cái khăn lau cái chỗ này đi cho chú cái. Tất cả các cái nước sơn thì đều đang dán ni lông rồi, không có chỗ nào là sót ra ngoài để mà nó bị xước sát lại. Đưa đây chú, vứt ném luôn vào đây. Thì cái xe này thì thực tế ra là bác chủ là một người quá kỹ tính, bộ đội không quân, thì bác ấy mua cái xe này, nhưng mà thực tế ra là bác ấy cũng không có thời gian để đi, hoàn toàn là không có thời gian để đi, chỉ có để ở nhà thôi. Thế cho nên là nó mới được mới như thế này. Và cái cây số nó chỉ mới dừng lại ở cái 1.325 km thì các bác nghĩ rằng nó mới đến mức độ như thế nào? Chắc chắn là không cần phải bàn đến cái vấn đề về chất lượng nữa rồi. Cục máy của nó đây ạ. Đây các bác nhìn cận cảnh cục máy nhá. Cận cảnh cục máy. Từng chút một luôn. Cho các bác hiểu đến là độ mới của nó như thế nào. Đăng ký tháng 11 năm 2020. Vâng, đăng ký tháng 11 năm 2020 ạ. Thì nó mới thế này thì mình chưa bao giờ mua được một chiếc xe IB nó mới đến mức độ như thế này. Cách đây 2 năm thì mình có mua được một chiếc màu trắng biển Hải Phòng thì nó cũng đã chạy được gần 4.000 cây. Còn chiếc này mới chạy được có 1.300 cây thì nó quá là khủng khiếp rồi. Không có cái gì để chê được là đấy rồi. Đó. Nó mới đến mức độ như thế này. Tất cả các hình thức của xe, mọi thứ nó như một chiếc xe vừa mới dắt trong hãng ra. Từ những con ốc, tất cả những con ốc của xe cho đến cho đến cái nước sơn, nước mạ, thì mình cam kết với các bác là nó không thể nào mới hơn. Tức là chiếc xe này là mình mua về mình chưa kịp rửa chiếc gì nhá, mới chỉ lau thôi, mới chỉ lau qua thế này thôi là nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, bởi vì là xe để trong nhà nó có cái bụi thôi, cho nên là mình cũng không cần phải rửa, để nguyên như thế này cho các bác nhìn nó rõ ràng luôn. Đấy, tất cả các cái chi tiết nhựa rồi chi tiết về mạ bóng nhoáng nhoáng keng xà beng luôn. Đấy, các bác nhìn cái gác đường trước của nó, rồi những cái cao su này chưa có một vết nhăn nào luôn. Đấy, cao su chưa một vết nhăn. Đấy. Đây là cái gác đờ bu này. Đèn đóm đây thì mình lau qua cho các bác thêm một tí nữa cho nó nhìn cho nó sướng mắt. Đấy, viền đèn lau sạch đi này. Đấy, lau sạch hết luôn. Bóng nhoáng nhoảng luôn. Đây nhá, xe này là chưa rửa, đi từ nhà bác chủ về bên Bắc Ninh về là chưa rửa luôn. Cứ để nguyên như thế này luôn. Và lau qua thế này lên để cho lên hình luôn cho các bác này thấy cái độ chất của xe. Đấy, lau luôn.
lau thực tế đây luôn. Đấy, đây này, tất cả những cái về ni lông bóc này còn chưa bóc này. Đây, ni lông chưa bóc ra luôn, ni lông của phản quang chưa bóc. Ốc chủ, những cái mà những con ốc nó bóng loáng luôn. Vành bánh đẹp một cách tuyệt đối. Đây, lốp đây. Chưa một vết nào luôn, chưa một vết chém nhỏ. Hình thức nó quá đẹp, mới tuyệt đối. Đây, bên này nhá, các bác nhìn cái đĩa phanh của nó đây. Đĩa phanh và cái ốc tán. Quả thực rằng là nó quá đẹp đúng không ạ? Không có cái gì để chê. Những con ốc để treo cái giảm sóc, bắt giảm sóc đây. Những cái ni lông ở ngoài là chưa bóc ra nhá, vẫn giữ nguyên như thế này. Ốc nhái cái thứ đẹp cách tuyệt vời tuyệt đối. Bên này đây, các bác nhìn đây. Đấy, cổ phốt này, nó khác gì xe mới không ạ? Nước sơn đang dán ni lông đây này, các bác nhìn thấy có nước sơn đang dán ni lông nhá. Tất cả nước sơn đều dán ni lông rồi. Đấy, cái viền này người ta dán người ta cắt ra đấy. Đấy, là đang dán ni lông. Còn đâu là xịn hết luôn đây, cái vết này là cái vết ni lông nó nổ nhá. Đấy. Chế cháo này. Bảy màu với nước mạ bảy màu ánh lên luôn. Vàng óng ánh luôn. Đẹp cực kỳ là đẹp. Chạy nhẹ nhàng, mượt mà. Xe không có cái gì để chê được. Đây, con ốc treo của bên càng sau này. Để chân này, để chân gần như là không có vết gì cả. Bởi vì là người ta cũng chưa ngồi. Còn đây, cái phanh này, cái đèo phanh rất là đẹp. Đấy, không có xước xát hay là không có bị mòn miếc gì cả. Mấy con ốc treo máy nhìn long lanh. Cổ bô thì thôi, nói chung là bô thì đi 1.300 cây thì đen xì rồi. Không có cái gì để mà nói là nó xước xát hay gì là không có nhá. Đây, càng sau này. Để chân sau đây. Mới hoành tráng luôn. Đây, ốc bắt của thụt sau. Ốc bắt thụt sau và thụt sau luôn. Đây, giá đèo hàng của những cái xe IB hay là xe CG mà xuất xứ của Honda Trung Quốc hoặc là Yamaha Trung Quốc như thế này thì thực sự nó là một cái giá để hàng khủng khiếp, bởi vì là cái dòng xe này thì bên Trung Quốc họ thường sử dụng để chở nó rất là nặng, ở phía sau họ thường cho những cái giá để chở chè chở chiếc ở các vùng cao, nên là cái này nó là inox đặc nhá. Đấy, không rỗng ở trong. Các cái mạ của cái gác đèn sau này, đèn đóm này, xi nhan với cả đèn hậu này, đèn lốp đây ạ. Vâng, cho các bác cận cảnh luôn của cái càng phanh và cái ốc trục sau. Đấy, càng phanh và ốc trục sau đây, nó quá khủng khiếp luôn. Hôm nay mình mua được mua hàng được chiếc xe này, mình rất là ưng ý, thích vô cùng luôn. Đi về vừa nãy trời nó mưa một chút, thế là mang vào vội vàng mang vào lau luôn chứ không để cho nó ướt. Đây, những cái vết nước này lau đi nhá, lau vết nước đi này. Đấy, tuyệt vời. Đây, còn ốc này, lau con ốc này. Úi giời ơi là đẹp, úi giời. Đấy, phải chưa, lau lên một cái nó bóng nhoáng thế này. Ui giời. Đấy, đôi bô đây. Đấy, quay sang bên này nhá. Mời các bác xem nhông xích ạ. Nhông xích coi như là mới 100%. Đấy, con ốc đây. Để lau tiếp con ốc này cho nó máu. Đấy, ốc này lau luôn. Lau trực tiếp cho các bác nhìn luôn. Không, các bác lại bảo là nó không, mình mông má hay cái gì. Bên này mua xe cam kết các bác là tất cả mọi thứ mình trung thực với sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đến tay các bác là nó đều là cái tâm của nghề nghiệp hết cả, chứ không phải là mua đổ bán tháo theo cái kiểu nhanh gọn gọn đó. Tất cả các cái xe mình bán ra đều rất là tâm huyết với nghề. Mua cái xe cũng cẩn thận từng chi tiết, để đến khi đến tay các bác người tiêu dùng thì là các bác được thấy nó thoải mái vui vẻ,
mình có đút cái đồng tiền lãi vào túi nó cũng rất là vui, cả hai bên cũng đều vui đấy. Ốc thì bây giờ đến lúc bên này đây, nhông xích đây đấy, nhông xích đây ạ, để chân đây, lau luôn để chân, lau luôn để chân luôn, đến đâu lau đến đấy cho các bác xem luôn đấy. Tuyệt vời chưa, quá tuyệt vời. À, thêm cái túi nhá, cái túi da, giả da thôi, cái này giả da. À túi da, đây là túi da chứ không phải giả da. Đấy. Tem xe này, dán ni lông phía ngoài hết rồi nhá, tất cả cái này dán ni lông phía ngoài hết rồi. Thế thì đây, mình quay ra xa ra cho các bác để các bác xem một chút nữa này. Đấy. Một con xe IB mà nó được như thế này, yên ép nhiệt rồi nhá, yên ép nhiệt nhưng mà bị mèo cào hơi xước. Đây các bác nào về thì có thể là đi bọc lại hoặc cái gì đó được. Cái này thì đơn giản rồi, yên đang ép nhiệt, yên gì ở phía trong. Đấy. Một chút thế thôi, chứ còn mọi chi tiết thì nó quá mới. Thì chiếc IB này thì đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá là 41,5 triệu. 41,5 triệu cho một chiếc xe IB mới 99,99%. 41,5 triệu cho các bác nhé. Giá bán là 41,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Mong các bác thông cảm giúp về cái chuyện đó. Nhiều bác cứ hỏi mình về tại sao không ấy, thì mình cộng tất cả cái đấy vào vì nó tăng giá lên thì nó không hay. Tốt nhất là mình cứ báo giá cái xe, còn nếu như ở xa như thế nào đó thì chi phí mình sẽ chuyển đi xe, còn chi phí là các bác chi trả, cũng như rút hồ sơ hay sang tên thì các bác sẽ tự trả, mình có chịu trách nhiệm làm. Đấy. Rồi, thế thì hôm nay thì là ngày mùng 1. Nếu như mà bác nào mà chốt chiếc xe này trong ngày hôm nay, giá bán đang là 41,5 triệu, nhưng nếu như các bác chốt ngay lập tức trong ngày hôm nay thì chiếc xe này sẽ được bán với giá là 40,5 triệu nhá. Trong ngày hôm nay thôi nhá, duy nhất một ngày mùng 1 bán mở hàng. Rồi, thế thì mình xin dừng video ở đây. Và cũng hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của những con xe có thể nó còn tốt hơn nữa và nó long lanh hơn nữa. Vâng, kính chúc các bác một tháng mới bình an và tài lộc ạ. Vâng, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.